Em xin chào mọi người, em là Thư, bên trại Hiêu Hiền Thư. Mọi người thông cảm nhé, vì hôm nay em cho mọi người xem một cái đoạn video nó hơi mờ. Bởi vì em quay cách đây đã hơn 3 năm rồi mà. 3 năm thời điểm đấy thì nói thật với mọi người là không quay ở chế độ HD, cho nên khi chuyển qua cái máy khác ấy, nó rất là mờ, cho mọi người thông cảm nhé. Và em đố mọi người biết là cái không gian mờ ảo và cây cối nhiều như này ở đâu ạ? Nếu mà em chỉ quay như này thôi thì chắc là ít người có thể đoán được đây là cái trại hiêu hiện tại của em mọi người nhé. Rất khó đoán đúng không ạ? Bởi vì cái thời điểm em đến là cây cối nó đang rất là nhiều. Đây là một cái mảnh đất mà nó rộng tầm khoảng hơn 1.000 mét. Tường bao đang còn thấp mọi người nhé. Đang thấp cho nên mình phải gia cố thêm. Tức là nếu như mà những cái nơi mà nuôi rộng thì tường bao có thể thấp hơn một chút, nhưng mà cũng không nên thấp quá. Nó chỉ thấp thấp thì cũng chỉ 1,9 m, 1,9 m, 2 m thì nó ok, chứ còn nếu như mà thấp hơn thì hươu nó bay ra ngoài rất dễ. Đây là những cái thời điểm đầu tiên, những ngày bọn em chuẩn bị dựng thêm chuồng trại và chuẩn bị làm cái hàng rào để quay xung quanh mọi người nhé. Mặc dù nó rất là mờ nhưng mà cũng mong mọi người nhìn qua để mọi người có thể là định hình được, tham khảo được nên làm kiểu như nào. Đây là một cái khu chăn nuôi trồng trọt cho nên là đất ở đây rất là rộng và thoáng. Và đây là cái dãy chuồng lợn cũ. Đấy, còn đây là cái dãy mới em vừa ấy thêm. Đây là cái tường bao. Thì tường bao mà xây sẵn lên như này thì nó tốt, nhưng mà không xây sẵn thì mình có thể quây tôn, hoặc là rào B40, hoặc là rào bằng những cái vật liệu mà mình có sẵn, giống như gỗ hoặc là thép hoặc là B40 hoặc là tất cả những cái gì mình có thể tận dụng được. Đầu tiên thì em chia sẻ với cái tường bao. Bình thường cái tường bao mà để cho nó an toàn thì mọi người nên làm trên 2,3 m mọi người nhé. 2,3 m thì nói thật ra là bạn hươu vẫn cứ có thể nhảy được, nhưng đấy là cái trường hợp hy hữu thì nó hiếm hiếm khi, tức là khi dồn ép các bạn đấy đến một cái thế mà gọi là hoảng loạn thì bạn ấy có thể nhảy được kể cả 2,3 m. Thế chứ còn bình thường thì gần như là không nhảy ở cái thế đấy mọi người nhé. Để trả lời cho câu hỏi của các bác là tường bao thì nên làm bằng vật liệu gì, B40, tôn hay là gì, thì hôm nay em chia sẻ một chút từ cái kinh nghiệm của em trước đây. Nếu như mà giả sử mọi người làm chuồng, làm trại ở những cái nơi mà nó có cái vị trí nó nằm ở những nơi sầm uất, nhiều tiếng ồn và nhiều người qua lại, thì tốt hết là mọi người nên quây kín bằng tôn thì nó ok hơn. Tránh được những cái tác nhân, tác động làm các bạn hươu hoảng loạn hoặc là làm ảnh hưởng đến các bạn hươu. Còn ở những cái nơi nó an toàn và không gian để cho các bạn hươu chạy nhảy làm sân chơi nó hơi hẹp, có ít cái tác nhân bên ngoài giống như tiếng ồn hoặc là người qua lại, thì mọi người có thể làm B40, nhưng mà B40 mọi người cũng cố gắng làm chắc chắn một chút. Rào bằng B40 thì nó sẽ thoáng đãng hơn, nó sẽ mát mẻ hơn. Đấy là một điều mà mọi người có thể lựa chọn tùy vào cái điều kiện mảnh đất của mình cũng như là cái môi trường xung quanh. Còn như bọn em thì cái thời điểm vừa mới qua đây ấy, thực ra là cái mảnh đất này thì nó nằm ở chỗ rất là vắng. Cái tường bao này mà tính ra tổng cả cái chân chân tường bao đã có sẵn với lại mình đóng thêm tôn như này ấy thì tầm cao tầm khoảng 1,9 m thôi. 1,9 m, nhưng mà trên đấy mình rào thêm cả cái dây thép gai nữa thì nó cho là tầm khoảng 2 trên 2 m, 2,2 m, 2,3 m. Nếu mà ở cái không gian nó cũng rộng rộng như này thì từng đấy là không vấn đề gì mọi người nhé. Bởi vì khi dồn chỗ này thì nó chạy sang chỗ khác, chứ nó không phải bí đến cái mức độ không có chỗ chạy thì nó mới nhảy qua bờ tường. Thì cái chuồng hươu thì bọn em chỉ làm đơn giản như này thôi. Cực kỳ đơn giản. Giả sử em có cái điều kiện làm cho nó hoành tráng đẹp hơn thì em cũng chỉ làm đơn giản thôi. Bởi vì mọi người cũng hình dung là em chủ yếu nuôi bán tự nhiên, tức là nuôi theo kiểu vừa nhốt vừa thả, cho nên cái chuồng của nó cũng không cần thiết phải là kiên cố lắm. Và hơn nữa là khi mà cái không gian càng đơn giản từng nào, càng thoáng từng đấy thì nó lại phù hợp với cái đặc tính của các bạn hươu, cho nên em cũng thực sự là muốn như thế.
các cái loại chuồng bằng những vật liệu khác nhau thì có cái ưu nhược điểm khác nhau. Và em cũng chia sẻ rất nhiều ở các cái video trước, đấy là những cái chuồng bằng gỗ, những cái chuồng bằng sắt thì nó khác nhau và nó có ưu nhược điểm như nào. Thì em đã chia sẻ nhiều rồi, nhưng mà qua video này đối với những ai mà mới bắt đầu xem ấy, thì em cũng muốn nhắc lại một chút là để cho mọi người hình dung là những cái chuồng mà những cái chuồng lợn ấy, thì như em tận dụng cái dãy chuồng lợn này thì mọi người chỉ cần quay bên trên bằng B40 hoặc là quay khung sắt như này là thành những cái chuồng ok rồi. Nếu mà mọi người tận dụng bằng những cái chuồng lợn này thì mọi người lưu ý cho em một chút, đấy là khi quay giữa các chuồng với nhau thì mọi người nên cho khoảng cách giữa các song nó tầm chỉ 12 cm đổ lại thôi, bởi vì nếu như mà hươu sinh sản mà ở những cái khoảng không mà trên 12 cm thì các con nó thể chui qua chuồng nhau, nó không an toàn lắm.